Vào chiều ngày hôm nay, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại chung cư Vinahood Cửu Long tại địa chỉ 536 A Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong lúc ở nhà một mình, một bé trai đã bị ngã từ tầng 11 xuống đất. Hiện bé đang được cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Theo người dân, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 25 phút ngày 20 tháng 4 tại tòa nhà CT1, chung cư Vinahood Cửu Long, số 536 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vào thời điểm trên, bé trai khoảng 4 tuổi ở nhà một mình đã bị ngã từ tầng 11 xuống sảnh qua cửa sổ. Tại hiện trường, tấm mái bằng kính ở tầng 1 bị vỡ vụn. Các cán bộ của Công an phường Vĩnh Tuy và Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phong tỏa hiện trường để ghi nhận, điều tra làm rõ. Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến người dân chung cư Vinahood Cửu Long vô cùng hoang mang, lo lắng. Lúc đấy là bọn em đang ở trong, đang ngồi bên trong này thì nghe từ một tiếng rầm từ trên rơi xuống ấy. Lúc đó bọn em nghĩ là cái xe này nó bị xịt lốp thôi. Lúc ngó ra thì thấy cái kính của Vinmark này nó bị vỡ hoàn toàn. Thì lúc đó em chạy ra đến nơi thì đứa bé đang nằm sấp ở dưới cái chậu cây rồi. Thực sự mình rất là lo lắng, bởi vì mình nhìn những cái tòa nhà này thì mình thấy là toàn kiểu những cái ô kính rồi ấy. Nó không có cái khung sắt hay là khung inox để bảo vệ nên cảm thấy rất là lo lắng ở đây. Lo chứ, trẻ con thấy ai chả lo. Bây giờ tính mạng của các cháu ấy, từ mới có 4 tuổi mà từ tầng 11 xuống thì nói thật, nếu như mà không xảy ra cái gì thì nó để lại những cái di tích hậu quả không rất là đáng tiếc cho gia đình và cho bản thân cháu. Cho nên là tốt hơn hết là mình phải cẩn thận đấy, và chu đáo với các cháu thì tốt hơn. Nói chung là mình phải quan tâm đến các cháu là một, hai nữa là mình phải có cái bảo hiểm ở trong nhà, phải che chắn cẩn thận, mà đi đâu phải có người quản lý, vì 4 tuổi thì các cháu không thể nào mà ấy được, mà biết được những cái hiểm họa như thế. Sau khi xảy ra sự việc, cháu bé đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Trao đổi với phóng viên VTC14, các bác sĩ cho biết cháu bé đã được chuyển đến khoa hồi sức ngoại trong tình trạng rất nguy kịch.